Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ Bảy tại Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 6 năm 2021. Bây giờ là khoảng chiều 1 giờ 20 phút chiều ở Việt Nam, đã là ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 6 rồi. Thì gần đây đó có một đề tài mà cũng khá nhiều bạn hứng thú và Thuận cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn, đó chính là cái đề tài liên quan đến cập nhật kế tiếp của Bitcoin là Taproot. Thực ra mà nói là Thuận đã muốn chia sẻ cái đề tài này là một tuần trước đây, nhưng mà các bạn thấy là giá cả đó thì có sự biến động quá nhiều trong vòng một tuần qua và có quá nhiều thông tin. Hôm nay Thuận muốn dành thời gian này để mà chia sẻ thêm với các bạn, tại vì hiện bây giờ đó là cuối tuần thì giá cả nó cũng như là những cái cuối tuần trong vòng 4 tuần qua thì giá cả không được như là ý muốn. Nhưng mà chúng ta cần phải nói tới một số những cái đề tài mà Thuận cảm thấy là các bạn đầu tư Bitcoin lâu dài cần phải hiểu, đó chính là liên quan đến những cái cập nhật. Và thực ra chúng ta gọi chung đó là cập nhật Taproot, thì nhiều người nghĩ đó cập nhật này là một cái cập nhật làm tăng tính riêng tư trên mạng lưới Bitcoin. Thực ra đây chỉ là một phần mà thôi. Cập nhật này đó là một cái cập nhật nhằm để mà cải thiện 3 phần của Bitcoin. Thứ nhất đó chính là tăng tính riêng tư, một phần mà thôi. Thứ nhì đó chính là áp dụng cái công nghệ chữ ký Schnorr hay là Schnorr signature, và cuối cùng đó chính là sự ảnh hưởng đối với mạng lưới Lightning Network. Thì những điều này nghĩa là gì? Chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay một cách đơn giản nhất. Đương nhiên chúng ta không có đi sâu vào công nghệ, tại vì đây không phải là một cái channel về công nghệ và có rất nhiều những cái kênh chuyên về công nghệ sẽ có thể cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết với các bạn. Thường chỉ muốn chia sẻ với các bạn là về các phương diện một nhà đầu tư các bạn cần phải hiểu gì về cập nhật này. Tại vì cập nhật này đó các bạn muốn hiểu đó thì chúng ta lại phải nói tới cái sự khác biệt giữa support và hard fork. Chúng ta lại phải nói tới cái tài liệu liên quan tới Segwit, là một trong những cái đề tài mà đã khiến cho Bitcoin chia đôi, Bitcoin và Bitcoin Cash năm 2017, và cái sự ảnh hưởng với giá cả thì như thế nào khi mà chúng ta có cái cập nhật Taproot này. Bây giờ cập nhật này đã chưa có ngày chính thức, nhưng mà cập nhật này sẽ xảy ra vào tháng 11 của năm nay, chúng ta chưa biết ngày nào mà thôi. Thì trước hết ở trên trang web của thuancapital.com các bạn có thể tìm thấy một bài viết liên quan tới Taproot, có chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn. Khi mà các bạn đi vào một trang web đó chính là taproot.watch, các bạn sẽ thấy được là trang web này đó để là login, có nghĩa là đã đồng thuận và sẵn sàng có cập nhật Taproot này, và dựa theo thông tin đó sẽ là tháng 11 của năm 2021. Thì làm sao chúng ta biết được là mọi người đã đồng thuận để có cái cập nhật Taproot này? Thì chúng ta thấy được là bây giờ đó thì trang web này là như vậy, nhưng mà cách đây không lâu, cách đây vài tuần đó thì trang web này cho các bạn thấy là có những cái ô như chúng ta nhìn thấy trên màn hình, thì những cái thợ đào đó họ sẽ chia sẻ họ có đồng thuận với cái Taproot này hay không bằng cách là họ sẽ gắn tín hiệu kích hoạt hay là không chấp nhận. Nếu như mà chấp nhận đó thì sẽ là màu xanh lá cây và không chấp nhận sẽ là màu đỏ. Và nếu như mà chúng ta muốn cập nhật này được thông qua đó thì phải cần tổng cộng là 90% của thợ đào chấp nhận thì cập nhật này mới được thông qua. Và chúng ta thấy được là cho đến bây giờ chúng ta đã có con số tối thiểu cần thiết, cho nên chúng ta sẽ có cập nhật này. Và dựa theo thông tin bây giờ là tháng 11 của năm 2021. Đây là một trong những cái thành tựu rất lớn đối với mạng lưới của Bitcoin. Tại vì cái lần cuối cùng chúng ta thấy được là có một cập nhật lớn liên quan đến Bitcoin đó đã là năm 2017. Tháng 8 năm 2017 chúng ta có một cập nhật tên là Segwit. Cập nhật này đó đã dẫn đến là cái sự chia rẽ trong cộng đồng Bitcoin thành Bitcoin và Bitcoin Cash. Thì thời điểm đó nó cũng khá là hỗn loạn. Các bạn có thể lên trên Thuận Capital Analytics và tìm kiếm cái từ Segwit, các bạn thấy được là những cái video chia sẻ thời điểm đó. Chúng ta có những cái thông tin như là Bitcoin Cash ra đời, Segwit 2X đã bị hủy bỏ vân vân, và cái sự chia rẽ trong cộng đồng khi mà chúng ta có cái cập nhật Segwit này. Tại vì đó thời điểm năm 2017 đã là cái thời điểm mà cộng đồng của Bitcoin đã tranh cãi rất là nhiều năm rồi liên quan tới là bước kế tiếp của Bitcoin như thế nào. Bitcoin đó là một mạng lưới đó thực sự mà nói là về cái phương diện mạng lưới là rất là phi tập trung, tại vì muốn có một cái sự đồng thuận đó thì rất là khó. Tại vì chúng ta thì được là có rất nhiều những cái nhóm người có sức ảnh hưởng ở trong mạng lưới của Bitcoin. Chúng ta có những cái nhóm người đầu tiên là những thợ đào. Đương nhiên thợ đào sẽ có sức ảnh hưởng đối với cái sự phát triển kế tiếp của Bitcoin. Thứ nhì là chúng ta có những cái người mà chạy những cái node, hay là chúng ta có thể hiểu đơn giản là những cái máy chủ chạy sổ cái phi tập trung, hay là chúng ta nói tới những cái người mà developers, những người mà lập trình của Bitcoin, đó là nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư chúng ta nói tới là những cái doanh nghiệp trong thị trường này như là sàn giao dịch, như là những công ty chấp nhận thanh toán, vân vân. Và cái nhóm thứ năm là nhóm cuối cùng, đó chính là những người như là Thuận và các bạn, những nhà đầu tư, những người mà sử dụng Bitcoin. Thì các bạn đều là mỗi lần mà Bitcoin nó muốn có một cái gì đó thông qua là chúng ta cần cả 5 nhóm người này đồng thuận. Nếu như không thì sẽ không có hiệu quả và sẽ không được thông qua. Vì lý do đó, nó cập nhật Bitcoin rất là chậm, và mạng lưới của Bitcoin đó là một mạng lưới mà bây giờ về cái phương diện vốn hóa là đứng đầu. Có rất nhiều những doanh nghiệp, có rất nhiều những người mà sử dụng lưu trữ Bitcoin, mạng lưới vốn hóa. Tuy là không có cao như là chúng ta so sánh với những loại tài sản khác như là vàng, nhưng mà mạng lưới Bitcoin vẫn là cái mạng lưới mà được nhiều người tin tưởng nhất, bằng cách là chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa trên mạng lưới của Bitcoin. Vì lý do đó, bất cứ một cái động tĩnh nào trên mạng lưới Bitcoin cũng cần phải được xem xét kỹ càng, khiến cho Bitcoin cập nhật rất là chậm so với những cái loại tiền kỹ thuật số khác. Cũng giống như thường cho các bạn một cái ví dụ là một công ty khởi nghiệp đó, công ty đó các bạn chỉ có là bạn và có thể là cái người làm chung với bạn mà thôi, có thể là công ty không có đến 5 người, thì bất cứ quyết định nào cũng có thể là dễ dàng, nhanh chóng được bàn và thông qua. Nhưng mà chúng ta nói tới một công ty lớn mà có mấy chục ngàn người và chúng ta có rất nhiều người lãnh đạo trong công ty đó, thì bất cứ một cái đề tài nào cũng cần thêm thời gian và cần thêm sự tính toán, tại vì cái sự ảnh hưởng rất là lớn, cho nên lúc nào cũng chậm hết. Giống như là các bạn thì được là các bạn chạy một cái xe nhỏ, thì một xe hơi nhỏ 4 bánh thì các bạn có thể quẹo cua rất là nhanh. Nhưng mà khi các bạn chạy một cái xe tải lớn thì đương nhiên cái bộ quẹo cua sẽ chậm hơn rất là nhiều, tại vì cái trọng lượng nặng hơn và cái xe nó lớn hơn. Thì cũng tương tự như là mạng lưới Bitcoin, so sánh với những mạng lưới khác mà thôi. Nhưng mà lần này thì chúng ta đã có được cái sự đồng thuận là chúng ta sẽ có cập nhật Taproot này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội, các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất, bằng cách là theo dõi những cái channel như là Telegram, Facebook và Twitter. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này, như là được giảm phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào những sàn như là sàn Binance giảm 20% phí giao dịch, hay là sàn margin nổi tiếng Bybit bonus 1.610 đô ở thời điểm hiện bây giờ, và mua bán coi trực tiếp thông qua sàn LYNX và nhiều những ưu đãi khác. Những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới và Thuận sẽ chia sẻ thêm ở phần cuối video này cho những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm. Còn về cái phương diện, có thể nhiều bạn thắc mắc là tại sao chúng ta lại có cái sự chia rẽ giữa Bitcoin và Bitcoin Cash. Thì thật ra cái sự chia rẽ này đó là đến từ cái quan điểm khác nhau về cái phương diện là nâng cấp mạng lưới Bitcoin năm 2017. Thì chúng ta có hai trường phái lớn, thật ra có rất nhiều những trường phái nhỏ, nhưng mà chúng ta nói tới hai trường phái lớn. Một trường phái đó thì nghĩ là Bitcoin muốn thông dụng đó thì cần phải tăng dung lượng lên, nghĩa là một block đó phải tăng lên để có thể chứa được nhiều giao dịch, thì lúc đó Bitcoin phải thông dụng. Một bên khác đó thì nói không hẳn là như vậy, Bitcoin nó muốn được thông dụng thì cần phải có những cái công nghệ tốt hơn, như là công nghệ Lightning Network, mạng lưới tầng 2 của Bitcoin, và muốn có cái đó thì cần phải có một cái cập nhật gọi là Segwit. Cho nên hai bên thì đã có cái sự bất đồng và cuối cùng dẫn đến cái sự chia chuỗi, cho nên chúng ta mới có Bitcoin Cash. Bitcoin Cash đi theo cái xu hướng là mạng lưới Bitcoin có dung lượng lớn hơn, và Bitcoin đó mà chúng ta biết bây giờ đó lại có cập nhật Segwit để có được mạng lưới Lightning Network. Và sau này chúng ta muốn thấy được những cái hợp đồng thông minh căn bản có mặt trên mạng lưới của Bitcoin. Và sau khi tách rời thì qua nhiều năm các bạn cũng đã biết, đồng Bitcoin Cash thì bây giờ vẫn là một cái altcoin. Đồng Bitcoin bây giờ là đồng Bitcoin chính thức, đứng hạng thứ nhất với cái ký hiệu là BTC. Bây giờ đã rõ, nhưng mà cái thời điểm mà tháng 11 của năm 2017 đó thì không rõ ràng như vậy. Rất nhiều người lo ngại về không biết là đồng Bitcoin mình đang lưu trữ đó có phải là đồng Bitcoin chính thức sau này hay là không. Bây giờ thì đã rõ. Đây là những thông tin căn bản Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới mạng lưới Bitcoin nói chung. Bây giờ chúng ta hãy trở về và nói về cái cập nhật này của Bitcoin đi. Thì trước hết chúng ta cần phải hiểu đó, đây là một cái cập nhật gọi là soft fork. Thì chúng ta cần phải hiểu soft fork và hard fork là gì. Chúng ta đã nghe nói tới hard fork rất nhiều, nhưng mà soft fork là gì? Đây là một cái loại cập nhật khác so với hard fork. Chúng ta nghe nói hard fork rất là nhiều. Thì để hiểu một cách đơn giản về hard fork và soft fork, tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ đơn giản. Chúng ta sẽ nói tới thứ nhất là soft fork, Và thứ nhì là hard fork. Thì một cái ví dụ rất đơn giản tôi muốn chia sẻ để các bạn liên tưởng được là sự khác biệt như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói tới giả sử như là các bạn xây một cái đường hầm cho xe chạy đi. Đường hầm các bạn xây là khoảng 8 feet, nghĩa là 2,4 m đi. Thì đây là đường hầm các bạn xây cho xe chạy. Đường hầm này đó là đường hầm như thế này. Là một cái đường hầm duy nhất tổng cộng đó là 8 feet. Thì đương nhiên bất cứ xe nào đó mà 8 feet đổ xuống đều có thể qua được cái đường hầm này, không vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu các bạn là có một cái xe tải mà tới 10 feet thì sẽ không qua được đường hầm này. Tại vì các bạn sẽ chạm vào bên trên và không qua được. Thì bây giờ các bạn sẽ cải tiến đường hầm này thành một cái đường hầm đó là 15 feet đi. Thì bây giờ các bạn xây cho nó cao hơn nữa, nâng cấp nó lên thành 15 feet. Thì đương nhiên bây giờ các bạn thấy được là những cái xe mà 10 feet vẫn có thể qua được, tại vì nó chưa có đụng vào cái phần trên của đường hầm. Và đương nhiên những cái xe mà trước đây qua được đó cũng có thể qua được đường hầm này. Những cái xe mà giống như là 4 feet hay 5 feet thì vẫn không thành vấn đề. Đây gọi là soft fork, nghĩa là sau khi nâng cấp đó thì vẫn có thể là tích hợp được với lại những cái thông tin ở cái phiên bản cũ. Giống như trường hợp này, sau khi mà nâng cấp lên cái đường hầm này cao hơn thành 15 feet thì những cái xe thấp hơn vẫn qua được, cộng với lại những cái xe cao hơn dưới 15 feet vẫn qua được. Phiên bản mới này có thể là đồng bộ được với cái phiên bản cũ. Nhưng mà ngược lại hard fork là khác. Hard fork thì chúng ta cũng lấy cái ví dụ này đi. Các bạn xây một cái đường hầm duy nhất như vậy là 8 feet. Thì chúng ta thấy được là sau khi mà các bạn xây đường hầm này xong, người ta đã nói là bây giờ đó thì cái mà cần đó là cái đường hầm này bây giờ không phải dùng cho xe đi qua, mà bây giờ đường hầm này dùng để cho tàu đi qua. Thì các bạn thấy được là tàu đó thì cái kích cỡ khác cái xe rất là nhiều. Thì các bạn cần phải tạo lên đường hầm này, có thể các bạn cần phải làm cho đường hầm này thấp hơn nhưng mà nó lại dài hơn như là các bạn thấy trên màn hình. Thì sẽ dẫn đến là bây giờ là đường hầm này không phải là vuông vức nữa mà là một cái vòng cung. Thì bây giờ các bạn thấy được tàu đó lớn sẽ có thể qua được, nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ xe lại không có qua được, tại vì bây giờ nó đã là một cái loại đường hầm khác rồi. Đây là cái cách giải thích đơn giản. Đây là cái cập nhật hard fork. Cái phiên bản mới đó không thể tích hoạt được với cái phiên bản cũ nữa. Đây là cái cách giải thích mà đơn giản nhất. Đương nhiên là không hoàn toàn chính xác, nhưng mà các bạn có thể hiểu ý thường nói như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy nói tới một cái ví dụ mà có thể nhiều bạn mà chơi game cũng đã biết, là các bạn cũng đã biết là chúng ta có một cái máy chơi game mới gần đây ra đời, đó chính là cái máy PlayStation 5. Thì trước đây đó là cái phiên bản là PlayStation 4. Thì cái sự khác nhau là như thế nào? Các bạn thấy được là câu hỏi mà nhiều người nói là những cái video game đó của PlayStation phiên bản 4 có thể chạy được trên cái phiên bản máy mới này, phiên bản 5 hay không? Thì câu trả lời của Sony là được. Có nghĩa là những cái video game mà các bạn có thể chạy trên cái phiên bản cũ, cái máy cũ vẫn chạy được trên cái máy mới. Đây hiểu một cách đơn giản gọi là soft fork, nghĩa là cái game cũ vẫn chạy được trên cái máy mới. Nếu như mà cái game cũ mà không chạy được trên cái máy mới đó thì gọi là hard fork, tại vì cả hai không đồng bộ được. Nhưng mà ngược lại, câu hỏi là những cái game ở trên cái máy mới á, tạo ra cái máy PlayStation 5 thì có chạy được trên PlayStation 4 hay không? Thì trên căn bản câu trả lời là không được. Tương tự như chúng ta trở lại cái ví dụ mà Thuận vẽ cho các bạn, thì đương nhiên những cái xe mà thấp hơn 8 feet vẫn có thể qua được khi mà chúng ta nâng cấp cái đường hầm này cao lên 15 feet. Nhưng mà ngược lại, những cái xe mà 10 feet, 12 feet thì lại không qua được đường hầm 8 feet. Cũng đơn giản gì thôi, những cái game của cái máy PlayStation 4 có thể chạy được trên máy PlayStation 5, nhưng mà những cái game trên máy PlayStation 5 sẽ không chạy được trên máy PlayStation 4. Đây là cách hiểu đơn giản nhất liên quan tới soft fork và hard fork. Tôi nghĩ tới đây chúng ta đã giải thích được hai điều. Điều thứ nhất đó là cập nhật Taproot này khi nào có mặt và đã được thông qua hay chưa. Điều thứ nhì nữa là cập nhật Taproot này là thông qua soft fork như gì. Soft fork nghĩa là cái phiên bản mới sẽ đồng bộ được với lại cái tài liệu của cái phiên bản cũ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có cái trường hợp là chia chuỗi xảy ra. Tại vì những cái thợ đào mà sử dụng phiên bản cũ vẫn có thể là chạy trên cái phiên bản mới này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Taproot thì có những cái đặc điểm như thế nào. Thì trước hết chúng ta hãy trở lại một bước và nói về cái tài liệu liên quan tới ngành nông đi. Thì ở trong nông nghiệp chúng ta thấy được là có hai cái loại rễ mà nhiều người biết đến, đó chính là Taproot và Fibrous Root. Thì đây là cái từ mà chúng ta dùng ở trong nông nghiệp. Thì hiểu cách đơn giản đó chính là rễ cọc và rễ chùm. Thì cái tình hình mạng lưới của Bitcoin bây giờ đó là cái tình hình mà nhiều người gọi là cái rễ chùm. Và cái mà Bitcoin muốn trở thành đó chính là cái tình hình của rễ cọc. Những loại rau quả mà có cái tính chất là rễ cọc, chúng ta có cây su hào, cây tỏi tây, cây bưởi, cây cải. Chúng ta có những cái loại rau cải mà có rễ chùm như là cây mạ, cây hồng sim, cây cỏ mần trầu. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới là điều này thì có quan trọng như thế nào. Các bạn bấm video này để tìm hiểu về Taproot và ảnh hưởng của Taproot. Tự nhiên chúng ta lại đi nói về những cái loại rễ làm cái gì. Tại vì đây là cái cách các bạn có thể dễ dàng hiểu được nhất. Thì để Thuận chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta bây giờ hãy trở lại và Thuận sẽ tiếp tục để mà vẽ cho các bạn coi. Thì hiểu với cách đơn giản nhất đó, cái điều đầu tiên mà nhiều người biết đến liên quan tới cái cập nhật Taproot này khi mà thành công đó, đó chính là có thể tăng thêm cái tính riêng tư trên mạng lưới. Thì nghĩa là gì? Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản đó là bây giờ tất cả những giao dịch ở trên mạng lưới của Bitcoin đều được ghi lại ở trên blockchain. Giống như là các bạn thấy là các bạn, đây là bạn đi, bạn gửi Bitcoin qua bên một người khác. Thì các bạn thấy được là khi mà các bạn gửi Bitcoin như vậy đó, thì đương nhiên là các bạn cần phải xác nhận là các bạn là người sở hữu của Bitcoin bằng cách là các bạn ký tên. Có nghĩa là các bạn chứng minh là các bạn có khóa cá nhân. Thì sau đó người nhận được sẽ biết đây là Bitcoin thật. Nhưng mà cái giao dịch này đó sẽ được ghi lại trên mạng lưới của blockchain. Các bạn thấy được là trên blockchain sẽ thấy được là cái địa chỉ ví nào gửi qua cái địa chỉ ví nào. Blockchain sẽ ghi lại hết tất cả. Thì tuy là ở trên blockchain chúng ta không biết được bạn là ai, nhưng mà có thể biết được là cái số tiền này gửi từ địa chỉ nào tới địa chỉ ví nào. Nhưng mà ở trên một blockchain đó, thì chúng ta được là chúng ta có một cái loại ví mà rất là thông dụng đối với những cái công ty hay là những cái đơn vị hay sử dụng. Thật ra mà nói là trên những mạng lưới khác đều có. Đó chính là một cái loại ví gọi là multisig. Thì multisig này đó là một cái loại ví mà chúng ta cần nhiều chữ ký. Giống như là các bạn thấy được là cũng là một cái địa chỉ ví Bitcoin đó. Nhưng mà để có thể là gửi Bitcoin này, cái số lượng Bitcoin trong cái ví này qua bên một cái ví khác đó, thì chúng ta cần phải có nhiều người ký tên. Giống như là chúng ta hiểu một cách đơn giản như là địa chỉ ví của sàn đi. Đương nhiên là chúng ta không muốn là có một người có thể di chuyển tiền ở trên sàn. Cái số lượng lớn, cái số lượng tiền mà nằm trong cái ví của sàn, chúng ta muốn có là nhiều người ký tên để có thể là chắc chắn là người này sẽ không có lấy tiền mà bỏ đi, mà nhiều người đồng thuận. Thì chúng ta có thể là giả sử như chúng ta có tổng cộng là 5 người, 7 người hay là 9 người ký tên. Tất cả ký tên xong đó thì đương nhiên là các bạn có thể đưa ra những cái luật như là 5 trên 7 hay là 7 trên 9 ký tên thì tiền sẽ được chuyển đi. Như vậy là đủ. Nhưng mà các bạn thấy là càng có nhiều người ký tên đó, thì cái phí sẽ càng cao. Tại vì mỗi người đều phải mỗi ký tên. Và mỗi lần ký tên như vậy đó, chúng ta được là sẽ lưu lại trên mạng lưới blockchain. Thì thời gian nó sẽ lâu hơn và sẽ không có được tiện lợi, cũng như là phí sẽ rất là cao. Và các bạn sẽ biết được là những người nào giữ những cái địa chỉ ví nào cần phải ký tên ở trên mạng lưới của Bitcoin để có thể di chuyển số tiền này. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có Taproot, lý do tại sao nhiều người nghĩ là tăng cái tính liên tư trên mạng lưới Bitcoin đó, đó chính là khi mà những cái người này ký tên trên mạng lưới blockchain đó, thì những chữ ký này sẽ được hợp lại thành một cái chữ ký duy nhất. Đây là một cái chữ ký đại diện cho tất cả những chữ ký đó. Và trên mạng lưới blockchain đó sẽ xác nhận cái chữ ký này. Và sau đó giao dịch sẽ được di chuyển. Và trên blockchain sẽ ghi là duy nhất là một chữ ký này mà thôi. Đây là cách hiểu đơn giản nhất. Và cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ không biết được là những người đứng sau lưng cái chữ ký này là ai. Tại vì blockchain chỉ kết hợp tất cả chữ ký này lại thành một cái chữ ký. Sau khi chúng ta có Taproot thì vẫn có thể xác nhận được là có đầy đủ chữ ký, nhưng mà chúng ta sẽ không biết là đứng sau lưng là ai. Thì tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn liên quan đến cái điều này, đó là tốt hay là xấu. Và đây chúng ta cũng có thể gọi là công nghệ Schnorr signature, có nghĩa là công nghệ chữ ký Schnorr mà các bạn nghe nói tới gần đây. Thì câu hỏi bây giờ đó là tại sao lúc mà Satoshi Nakamoto viết cái phiên bản đầu tiên của Bitcoin lại không sử dụng công nghệ Schnorr signature mà đợi tới bây giờ chúng ta mới cập nhật? Tại vì đây là một công nghệ mà nhiều người cho là tăng cái quyền tư ẩn hơn một chút và làm cho mạng lưới Bitcoin hoạt động hiệu quả hơn. Thì câu trả lời đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin đó, thì cái công nghệ Schnorr signature này là một cái sơ đồ chữ ký mật mã được nhà toán học người Đức là Klaus Schnorr phát triển. Thì sau khi mà phát triển xong cái công nghệ này đó, thì nhà toán học này đó đã bảo vệ thuật toán của mình bằng cách là có cái bàn sáng chế. Cho nên bàn sáng chế này đã không hết hạn cho đến là năm 2008. Trong cái lúc mà Satoshi Nakamoto viết cái phiên bản đầu tiên của Bitcoin đó, thì đã sử dụng một cái chữ ký gọi là ECDSA. Thì chúng ta không cần phải đi sâu vào. Thực ra nói là bản thân Thuận cũng không hiểu rõ về những cái mật mã toán học này. Chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản là thời điểm đó Satoshi Nakamoto lựa chọn cái loại chữ ký là ECDSA, có nghĩa là cách mà chúng ta đang làm hiện bây giờ. Thay vì sử dụng chữ ký Schnorr, Tại vì liên quan đến thứ nhất là bản quyền, thứ nhì nữa là ECDSA đã được nhiều người hiểu hơn. Thời điểm đó chữ ký Schnorr vẫn là một chữ ký được bảo vệ bằng sáng chế, cho nên không nhiều người sử dụng bằng ECDSA. Đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu từ ECDSA, nhưng bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua thành cái phiên bản chữ ký Schnorr này. Ngoài trừ điều này ra đó thì các bạn thấy được là cái phiên bản cập nhật Taproot này đó cũng sẽ khiến cho mạng lưới của Bitcoin đó bắt đầu sẽ có thể là có những cái loại hợp đồng thông minh căn bản cho mạng lưới của Bitcoin. Cho đến bây giờ các bạn thấy được là mạng lưới Bitcoin là một mạng lưới mà nhiều người cho là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị, chứ không phải là một cái mạng lưới hợp đồng thông minh. Nhưng mà sau khi chúng ta có Taproot, chúng ta có những cái cập nhật như là Schnorr signature thì sẽ có thể là có những cái phiên bản hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Bitcoin. Và điều thứ ba mà nhiều người ít nói đến đó chính là cái sự hỗ trợ của cái hệ thống Schnorr signature đối với lại một cái hệ thống mà nhiều bạn có thể nghe nói tới gần đây, đó chính là hệ thống Lightning Network. Lightning Network đó là mạng lưới tầng 2 của Bitcoin. Khi mà các bạn sử dụng Lightning Network đó thì những cái giao dịch đó sẽ được xử lý ở tầng 2 của Bitcoin. Sau khi mà đóng giao dịch lại đó thì tất cả những giao dịch trên mạng lưới của Lightning Network trong một cái kênh channel đó sẽ được xử lý trên mạng lưới chính thức của Bitcoin. Điều này sẽ làm cho mạng lưới của Bitcoin hoạt động được nhanh hơn. Và khi mà chúng ta có Schnorr signature thì sẽ có thể là bảo vệ được là những người đứng sau trên mạng lưới Lightning Network này là ai, có thể là đảm bảo được một cái phần tính riêng tư cho họ. Chúng ta sẽ có một cái video nói riêng về Lightning Network này. Thì chủ yếu là muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Schnorr signature và cập nhật Taproot này mà thôi. Thì trở lại quá khứ đó, tại sao chúng ta lại cần phải có cái cập nhật Segwit? Tại vì khi mà có cập nhật Segwit năm 2017, chúng ta bây giờ mới có thể là có được mạng lưới Lightning Network, chứ nếu không sẽ không có. Thì nhiều bạn hỏi thường là Segwit là gì? Thì hiểu một cách đơn giản đó, để thường cho các bạn thấy được là cập nhật Segwit, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản nhất, đó chính là trước đây đó, trước khi mà có Segwit, các bạn thấy được là khi mà các bạn giao dịch đó, thì chữ ký nó sẽ nằm ở trong cái log giao dịch của các bạn. Nhưng mà khi mà có Segwit rồi đó thì hiểu cách đơn giản là chữ ký, các bạn thấy là signature không? Đây là chữ ký sẽ được để riêng qua một bên, có nghĩa là tất cả chữ ký đó ở trên mạng lưới sẽ để riêng ra một bên, thì này sẽ làm cho cái log của Bitcoin nó hiệu quả hơn. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó là khi mà các bạn có cập nhật Segwit năm 2017, chúng ta mới có thể là có những cái tiến triển như là bây giờ liên quan tới mạng lưới Lightning Network. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thuận biết là nói những điều này ra thì cũng khá là phức tạp. Thì nhiều bạn cũng chỉ quan tâm đến một điều, đó chính là liên quan đến những cái cập nhật này thì có ý nghĩa như thế nào đối với giá cả. Thì có thể là Thuận sẽ làm cho nhiều bạn thất vọng. Cập nhật này đó đối với Thuận nghĩ là không có liên quan đến giá cả. Ít ra trong thời gian ngắn hạn sẽ không có liên quan đến giá cả. Dài hạn thì đây là một điều rất là tốt. Các bạn thấy được là mạng lưới của Bitcoin đã lâu rồi không được cập nhật. Và cái cập nhật này đó, hiểu cách đơn giản, đó chính là làm củng cố nền tảng của Bitcoin. Cho nên cái sự ảnh hưởng sẽ là liên quan đến cái nền tảng của Bitcoin hơn là giá cả. Để Thuận cho các bạn một số những cái suy nghĩ của Thuận liên quan đến cập nhật Taproot này. Thì cập nhật Taproot này đó, thứ nhất là các bạn thấy được là có Schnorr signature, chữ ký Schnorr thì sẽ làm cho cái tính tư ẩn trên mạng lưới của Bitcoin tốt hơn. Thì nhiều bạn có thể nói là tôi đâu làm gì sai đâu, tôi không quan tâm đến người ta có thể thấy được gì của mình ở trên cái mạng lưới của blockchain. Thì tại sao lại cần phải có cái cập nhật Taproot này cũng như là có Schnorr signature, chữ ký Schnorr? Thì điều mà các bạn cần nên hiểu đó là ai cũng quan trọng quyền riêng tư, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Giống như là các bạn nói là các bạn không quan tâm, nhưng mà trên căn bản đó hiện bây giờ các bạn đâu có muốn người ta biết các bạn sử dụng tiền mặt ở đâu và ở đâu đâu. Giống như là các bạn xin tiền mặt, các bạn có thể đi những nơi mà các bạn không muốn người ta biết, giống như là các bạn đi những cái nơi vui chơi hay là vui vẻ gì đó mà các bạn không muốn là người ta biết các bạn tiêu tiền ở đâu, tại vì người ngoài có thể đánh giá là các bạn đi những nơi đó. Thì ở trên blockchain bây giờ đó tối thiểu cũng không có cái sự bảo vệ đó, tất cả những giao dịch đều công khai. Và nếu như mà người ta có thể biết được là cái ví này đó, người ta có thể là theo dõi và biết là ví này là của bạn, cũng như là người ta có thể là theo dõi giao dịch của bạn và biết là các bạn đang chi tiêu những nơi nào. Các bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra. Và về cái phương diện là bảo vệ an toàn, giống như là các bạn là một công ty đi, các bạn có một cái ví multisig, cái ví này là nhiều người ký tên thì tiền mới được di chuyển, nhưng mà các bạn thực sự là không có muốn là những người mà có ý đồ xấu biết được là những ai cần phải ký để có thể di chuyển số tiền này. Làm như vậy sẽ bảo vệ cho những người ký tên hơn. Thì ít nhất đây cũng là một điều mà nhiều những công ty cần thiết. Giống như là các bạn bây giờ đó là cái số tiền của công ty Apple đi, thì cái số tiền mà đang được lưu trữ công ty đó, nếu như mà muốn được di chuyển từ chương mục của ngân hàng này qua chương mục ngân hàng kia thì các bạn đâu có biết là bao nhiêu người cần phải ký tên những người đó là ai đâu. Nhưng mà ngược lại, nếu số tiền đã nằm trên mạng lưới của Bitcoin hiện bây giờ mà cái ví mô tài xế, các bạn sẽ biết được là cần bao nhiêu người ký tên thì mới di chuyển và những cái người đó địa chỉ ví là ở đâu. Đây là một trong những cái cơ bản mà các bạn cần phải hiểu về cái sự ảnh hưởng liên quan đến cập nhật Taproot cũng như là Schnorr signature. Và dài hạn đó thì chúng ta thực sự không biết được là trong tương lai Bitcoin có thật sự là có nhiều cái hợp đồng thông minh hay là không, cũng như là mạng lưới Lightning như thế nào có được chấp nhận rộng rãi hay là không. Nhưng mà ít ra cái cập nhật Taproot này cũng là một cái nền tảng để có thể là phát triển những điều đó một cách vững chắc hơn. Đây là cái phương diện tốt. Đương nhiên cái phương diện xấu đó, nhiều người nói là bây giờ đó thì mọi người đều rõ hơn về cái tính tư ẩn của mạng lưới Bitcoin, tại vì thông qua những cái thông tin gần đây như là sau khi mà cái vụ mà hack Colonial Pipeline thì sau đó cái số lượng Bitcoin mà cái nhóm người mà hacker đó lấy cái số tiền đó đi đó thì chính phủ Hoa Kỳ, FBI cũng đã điều tra được là số tiền đó cuối cùng là đến những nơi nào, và đặc biệt là họ có thể là dùng những thông tin này để mà lấy lại cái số tiền bằng cách là họ tịch thu cái server, và trong cái server đó là có lưu trữ khóa cá nhân. Nhưng mà khi mà có Taproot thì điều đó có thể là khó khăn hơn nhiều. Đương nhiên có mặt xấu và có mặt tốt. Nhưng mà về cái phương diện lâu dài đó, tôi nghĩ đây là một cập nhật rất là tốt đối với cái tương lai của Bitcoin. Bitcoin ít nhiều gì cũng cần phải có một cái sự thay đổi về mặt công nghệ, cho dù chậm nhưng mà cũng cần phải có cái sự cải tiến. Nhưng mà đây là cái thời gian dài hạn, tôi nghĩ là ngắn hạn chúng ta cũng sẽ không thấy nhiều cái sự thay đổi về phương diện giá cả. Cập nhật Taproot đối với Thuận không phải là một cập nhật mà sẽ dẫn đến giá cả tăng trưởng, mà cái mà dẫn đến giá cả tăng trưởng cho Bitcoin đó chính là câu chuyện Bitcoin trên thị trường như thế nào. Nếu như mà Bitcoin có một câu chuyện hấp dẫn thì sẽ dẫn đến nhiều nhà đầu tư đi vào thị trường này và dẫn đến là cái nguồn cầu cao hơn là nguồn cung, dẫn đến giá cả tăng trưởng. Như là câu chuyện liên quan tới Bitcoin và lạm phát có lớn mạnh hay không, câu chuyện Bitcoin là một loại tài sản lưu trữ giá trị có được chấp nhận rộng rãi hay là không, câu chuyện là Bitcoin là một loại tài sản có thể được lưu trữ trong ngân sách công ty, câu chuyện đó có được quan tâm đến hay là không. Đây là những điều mà sẽ dẫn đến giá cả Bitcoin tăng trưởng, chứ không phải là cập nhật Taproot này. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Và Thuận muốn chia sẻ mỗi chuyện thông tin cho những bạn nào mà quan tâm đến những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance và được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia đăng ký thông qua link của Thuận Capital. Hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn margin nổi tiếng Bybit với bonus là 1.610 đô, sàn LYNX, một trong những cái sàn mà có thể cho các bạn mua bán coi trực tiếp bằng đồng Việt Nam, sàn margin LMT, sàn FTX, sàn Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin. Hay là sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi, đây là ứng dụng lending có lãi, các bạn có thể nhận được lãi hàng tháng bằng cách là tham gia vào, gửi tiền vào ứng dụng BlockFi và bonus bây giờ là 250 đô. Và Cryptocoin, đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Và một lần nữa, Thuận hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.